Bộ Tư pháp vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương. Hội nghị được kết nối với 170 điểm cầu trên cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung cơ bản, quyết định số 279 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 đến 2030. Quyết định số 315 về đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 đến 2030. Một số kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật trên mạng xã hội, giải đáp những khó khăn vướng mắc và kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông. Tập huấn giúp các báo cáo viên pháp luật nắm được các kỹ năng truyền thông, dự thảo chính sách từ sớm từ xa, qua đó chủ động đổi mới về hình thức và nội dung phổ biến giáo dục pháp luật.